Thưa quý vị, tiếp tục với câu chuyện mua bán trẻ em. Những đường dây buôn người luôn tinh vi, xảo quyệt và lợi dụng vào cái gọi là mang thai hộ, đưa các thai phụ ra nước ngoài bán bào thai. Một hành vi phi đạo đức, xâm hại đến các cháu bé ngay từ trong bụng mẹ. Trong khi các bộ luật phòng chống mua bán người, bộ luật hình sự hiện hành đang cần phải cập nhật, khiến cho công tác đấu tranh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Dưới vỏ bọc là một phụ xe. Đối tượng này chuyên tổ chức đưa những thai phụ ra nước ngoài bán bào thai. Điểm tập kết hôm nay là tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Trong Quế đã cả nhỉ? Quế là đâu? Một người thì ở trong miền Nam, ở trong Đắk Lắk, một người ở trong Tiền Giang, người thì ở ngoài phía Tía hay ở Thanh Hóa. Dù trong số các thai phụ, có người đã sắp sinh mang bầu đến tháng thứ 8, nhưng khi bị phát hiện, Thi vẫn một mực khẳng định là đưa các thai phụ này đi xuất khẩu lao động, chứ không phải là vượt biên bán con. Con đường nào? Thì em cũng biết được một Á Đông hay là Đài Loan, Singapore. Em đi theo con đường nào? Thì kể đi theo đường du lịch hay đường nào thì nói chung là em chỉ biết lại đưa đá và họ đưa tin ông của mình tới. Đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng lại không biết đi nước nào, đi bằng con đường gì. Một hành vi phi nhân đạo xâm hại đến các cháu bé ngay từ trong bụng mẹ. Năm 2020, riêng địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 25 trường hợp mua bán bào thai vì nơi đây luôn có những đối tượng truyền dẫn dắt. Bà ấy nói sang đẻ sẽ có 80 triệu đồng, mọi chi phí đi lại bà lo. Những người được nhắc đến là Mông Thị Khương, Gút Thị Tha. 3 năm trước, những đối tượng này đã tổ chức đưa 4 thai phụ sang Trung Quốc bán con nhưng vẫn chưa bị xử lý. Nói cho em làm tiêu, em nghèo, em khô qua, em có tiền. Em tham tiền, năm tiêu em lấy, đưa con về đi. Theo cơ quan công an, việc xử lý hình sự những đối tượng trên đang gặp những khó khăn vì luật chưa ghi cụ thể về những hành vi mua bán bào thai hay là mang thai hộ. Thường là cái người rủ rê đưa đi, thì người ta đưa đi bằng đường tiểu ngạch, cho nên là cái việc mà để xác định là người ta có ra nước ngoài hay không ra nước ngoài. Vì đối với người phụ nữ khi mang thai đi cùng cả cái đối tượng này thì họ cũng không xác định được cái địa danh đó là đâu. Khi mình phát hiện ở đấy thì nó đã ở dạng bào thai thôi, nên cần phải có một cái hướng dẫn riêng để xử lý nghiêm các cái hành vi này. Nếu mà không có cái quy định của pháp luật thì cái hành vi mua bán trẻ bào thai nó sẽ tiếp tục tiếp diễn. Cũng theo cơ quan công an, thực chất đây là thủ đoạn mới của loại tội phạm mua bán người. Nhưng trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2017, quy định với 5 tội danh mua bán người thì lại không có tội danh nào quy định mua bán bào thai hay là mang thai hộ. Bị hại trong những vụ án là những bào thai chưa được sinh đẻ nên cũng chưa xác định được bị hại vì bào thai chưa phải là người và có thể đứa trẻ bị chết sau khi sinh. Chưa kể các vụ việc lại có sự đồng tình của các thai phụ. Chúng tôi cũng đã có cái kiến nghị đối với các cơ quan chức năng là tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội bổ sung vào các cái văn bản hướng dẫn liên quan đến cái hoạt động của các cái loại tội phạm liên quan đến mua bán bào thai.